công việc ở Học viện Phật giáo Nam Tông. Mẹ chuẩn bị đọc mã hội 3.000 vị và dự bị làm lễ khánh thành trai đường và lại Phật đản. Đây các vị sư đang chuẩn bị làm. Đây, cho quý vị Phật tử xa gần thấy các vị sư đang làm rất là siêng năng và rất là tích cực để đang phụ nhau làm. Sư xin quay video cho quý vị thấy. Đây, các vị sư đang làm dù trời nắng đang vẫn cũng làm bình thường nhé. Đây, đây, đây là làm chuẩn bị để băng gôn hình ảnh các vị sư đặt bát. Đây, đây là thường tọa Thập Bước, ngài cũng đã 53 tuổi và hạ có vị đã tu gần 40 tuổi hạ rồi, vẫn làm bình thường và có sức khỏe. Tại vì đến đây là để phục vụ tiếp công việc lại đặt bát hội. Còn người sư này tầm rất là mạnh. Đây, còn đây như vậy thầy. Đấy, còn nhiệm vụ của sư thì cắt chì này, sắc chì này để nối vào buộc những sắc này để cho nó chắc chắn. Đây, cho quý vị Phật tử xa gần thấy công trình của sư làm. Đây, giờ này cũng đang làm rất là tích cực công việc của các sư. Việc tay tròn ấy tay tròn mấy bà chộp là dạng nó rồi chộp nó đúng rồi cho chộp là mấy vừa muốn phong muốn ai trường đó. Hay muối đấy cái này cắt sẽ đây có hai đây là cắt tiêm ơi. Ở thì cừu thôm vô pro mà cắt là cắt bự hơn nâng lại cho mình nát khách khách nó giờ gì tham mình lõm phạc không mà mình phạc tôi chứ nào à khi những lõm mà tôi chứ tôi còn ấy thế vẫn đang để kêu thống hộ cho anh chứ còn ấy thế tham mình lõm mình lõm đấy cho anh chứ đúng không mình cà phê kêu đó hả là tên những khi những cho được cho thông bản á những khi nó plak nó lửa lắm á những khi plak những tắc làm lâu lâu lăn thầu chết á thì mặt thước á nè con này vừa bẩn lâu ách sái nó plak á cháu nó cứ chăn cái cắt sái hết á
cắt 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 cho chó này, cho cái xé cắt thế nè. Tớ mong bộ anh lá nè. Cái này mong thấy cái này số anh vũ đấy, cái này mong thấy cái này. Thế cắt cắt này là cho cắt hết á. Thế cho này anh mấy. Cho pia này hết van. Là dương sẽ mặc cắt cho pia này là cho nó nâng. Sắp cắt cho pia nó cho nó nâng mình tập anh nhà ấy. Này cứ bước này. Nó cứ bước cái chóp này chóp cái cứ bật thế nó chóp chóp ấy. Nóng nâng nóng nâng khát khát chân long nhưng cứ bước thông nhưng kế cứ bước chóp chóp à. Đúng rồi. Ai chấp chấp à. Bên này bà sẵn cập bụng tới chúi càng nghe thơ. Chọn đẹp đâm bấy đập hạt. Thì thi rọc bát. Nè bà sẵn cập bụng tới chúi càng nghe. Tốt bây cái đầu cái đấy có cập bụng tới chúi càng nghe dân sạc cầm. Hoa phiếp cặp cái đấy chắc không cặp cặp sẽ đây nó nó xong nó chúng ta chui cái này cái nghe này ta mặc tiếp mới cầm cái cắt sẽ đây này cắt sẽ đây này bằng phun mực khơi tích tha ôi khơi đỏ mà xin thơ đi cả nhưng mà cái ra tập mặc tiếp cái cam thấy một camera ở bé tập mặc tiếp miền tuần tí khăn cắt sẽ đây ở lúc chọn cái nghe riêng riêng luôn này ông là lăng tròn là cắt sợi cắt mà chui thấy cái nghe xem xem nặng mà nặng mà càng nghe mà nặng xem xem này nó vào bị khi à nó cái này lục sinh nặng riêng này ngay cả đầu cái nó chui hai cả đầu đấy chui thơ cả cái này mà thà muộn thôi càng nghe mà nếu chúi cái nghe thằng ngọt cái này được bay rồi xong được quạt này cái đấy kẹt này cái đó thôi mùa thì chúi cái nghe cứ thay chúi thương ngọt cái này chúi cái nghe thôi thằng ngọt cái này nuôi hạt thằng ngọt cái này sụp bay được buồn lên chẳng cái này ngọt cái này chưa cả nhạc nè bây giờ ta mua khung bậc cao lên chút mới nè khung bậc cao ra tầng lớp hiệp nè thôi cả đây mình thằng thế đấy bông bông giờ ta nhập nhôm nè cắt sợi dây cắt nhôm cắt sợi dây không nè anh nhớ phải xong hả để từng chiếc anh nè nè cái bấy đó thấy nó ô anh đi lộc bộ thế nó nào đặt cho mình bật chỏm
nó hai đó chứ đừng đâu như cái con cuốn lỏ lỏ này tôm bán này cuốn lỏ đấy chân mày tôm bán này đúng rồi đang làm chỗ để băng côn đang làm các sư làm để cho cô đi xem.